Xin chào, đây là The Bike Room Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ phân tích về một trong những thực thể đầu tiên và cũng là phổ biến nhất của The Bike Room, là thực thể số 4, Deadmoth. Deadmoth là những con bướm đêm khổng lồ trú ngụ bên trong The Bike Room, và mình đã có nhắc trong một số video. Deadmoth có hai loại là con đực và con cái, và cả hai đều khác nhau một cách rõ rệt. Trong khi con đực thường vô hại và có thể được thuần hóa, thì con cái lại lớn hơn rất nhiều và có khả năng phun ra axit và tất nhiên 100% thù địch. Thực thể số 4, Deadmoth khá giống với thực thể số 3, Smiler, khi chúng cũng bị thu hút bởi ánh sáng. Vì vậy, nếu bạn nghe thấy một âm thanh đập cánh ở gần, hãy đảm bảo rằng bạn đã tắt hết nguồn sáng đem theo bên người. Trong khi những con Deadmoth nhỏ thường sinh sống tại level 2, level 3 và level 5, thì các cá thể lớn và nguy hiểm hơn thường xuất hiện ở level 5, nơi chúng xây dựng tổ và là nơi của những con Deadmoth chúa và nữ hoàng. Những con Deadmoth này đã hoàn toàn chiếm đóng level và chúng là thứ duy nhất tồn tại ở đó ngoài những sinh vật bí ẩn khác trong level. Thái độ thù địch và đặc điểm sinh học của Deadmoth sẽ khác nhau tùy thuộc vào level mà chúng được tìm thấy. Đồng thời thì level huyền bí The Hive được cho là nguồn gốc nơi Deadmoth được sinh ra và cũng là nơi chúng nguy hiểm và hung hãn nhất. Thực thể này, như mình đã nói, chúng cơ bản là những con bướm đêm khổng lồ, mặc dù chúng không có nhiều điểm tương đồng với loài bướm đêm thông thường lắm, khi từ tuổi thọ, cách chúng sinh ra và chết đi vẫn còn là một ẩn số. Mặc dù level huyền bí, The Hive được cho là nguồn gốc của Deadmoth, người ta vẫn chưa thể xác định được nơi những cá thể Deadmoth đầu tiên được tìm thấy. Một giáo hội cổ đại trong The Bike Room là giáo hội Zelos đã tìm thấy chúng và đã gọi những thực thể này là The Fly of Terror. Và giờ chúng ta sẽ đến với những điều nên và không nên khi bạn chạm trán với Deadmoth. Khi bạn nhìn thấy Deadmoth, bạn nên tránh tiếp xúc và không nên tỏ ra thù địch với chúng. Đừng khiêu khích bất kỳ một con Deadmoth nào cả hay bén mảng đến gần tổ của chúng. Bạn chắc chắn sẽ không muốn đối mặt với một số lượng lớn Deadmoth có khả năng phun ra acid đâu. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.